Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với chuyên là Hùng chơi. Đấy, em vừa quay các bạn này, em quay lại lần nữa này. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn thì đây là Honda CR-V phiên bản E, phiên bản thấp nhất trong 3 phiên bản GLE của Honda CR-V. Mức xe này, mẫu xe này thì có mức giá niêm yết là 998 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất. Và như em vừa show cho quý vị thì xe này đang giảm đến hơn 100 triệu đồng, 888 triệu đồng và tặng kèm đến 50 triệu tiền phụ kiện theo xe. Vì sao lại có cái mức khuyến mại như này thì đây là xe sản xuất từ 2020 và chúng ta đã mất một đời xe rồi. Tuy nhiên thì một đời xe mà đến cả trăm thì cũng rất là ok. So với khuyến mại bản 20 thì chúng ta vẫn lệch khoảng tầm 30 đến 40 triệu rồi. Vẫn là lời so với cái góc độ của nhìn của em. Đó. 888 triệu chúng ta tặng kèm 50 triệu phụ kiện thì lăn bánh ở tỉnh thì dao động xấp xỉ khoảng 1 tỷ. Giá này thì so với Toyota Cross thì có thể nói là tương đương. Đấy. Các bác mua Toyota Cross 1.8V thì là 820, phụ kiện thì có thể mua thêm hoặc được tặng thêm một chút. Lăn bánh khoảng gần 900, thì xe này lăn bánh chúng ta khoảng tầm 900 rưỡi nhá, hơn 900 rưỡi một tí. Đấy. Nhưng mà chắc chắn thì rẻ hơn là bản Hybrid rồi. Tuy nhiên thì Cross nó là xe 2021. Các bác xem thì lấy gầm cao 5 chỗ của Toyota hay là gầm cao 7 chỗ của Honda đây. Phiên bản thấp này chúng ta đi một vòng nhé, xem nó có cái gì. Về phiên bản Honda CR-V E thì bên em chỉ còn hai xe màu đen 2020 bán thanh lý giá 888 triệu đồng thôi. Đấy, tam hoa. Rồi, đi nhanh qua cái xe này xem nó có cái gì. Xe thì kiểu dáng thiết kế mới facelift từ cuối năm 2020. Để chúng ta nhìn này. Đèn thì chúng ta là đèn halogen, pha cốt là halogen, bi projector nhé, phản xạ đa hướng. Đèn sương mù cũng có, tuy nhiên thì chúng ta sẽ là đèn sương mù cũng thế thôi. Đặc biệt là trên phiên bản này chúng ta vẫn có Honda Sensing nhé, các bác nhìn giúp em này. Chỗ này là Honda Sensing này, đây là hệ thống cảnh báo bằng radar. Đấy, phía trên gương chiếu hậu thì sẽ có camera hồng ngoại để giữ lệch làn đường và bộ xử lý ở trên. Đây, em vào luôn. Đấy, cái này này là hệ thống Honda Sensing này. Khá là hay khi mà trên cả 3 phiên bản từ thấp đến cao Honda đều trang bị Honda Sensing cho CR-V. Đèn halogen projector, lốp Michelin. Đấy. Kích thước này thì giống hệt trên 3 phiên bản. Lốp Michelin. Lốp Michelin này thì là tốt nhất rồi. Đấy, chúng ta có la răng 18 inch này. Đấy, la răng cũ thì mình vẫn đánh giá là đẹp hơn. Nhưng la răng bây giờ thì nó giống như HRV phiên bản cũ ấy. Về phần thân xe chỉ có duy nhất một điểm trừ thôi là với cái xe này chúng ta vẫn cần một cái bậc lên xuống khi mà gia đình có trẻ em. Đó. Đấy. Chỉ thiếu một cái bậc thôi là hoàn hảo rồi. Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, có cảm biến ở đây nhá. Cảm biến này. Phiên bản CR-V thì gần như cả ba phiên bản chỉ có duy nhất bản cao cấp nhất bản L chúng ta có cốp điện nhé, còn lại đều là cốp phụ mở tay. Ghế kéo tay xe Nhật mà tối ưu. Em gặp luôn cả ghế thứ hai các bác này, rộng thì vô cùng luôn. 900, hơn 900, gần 1 tỷ lăn bánh. Đấy, chúng ta có một chiếc xe đời 2020. Tuy nhiên thì giá giảm thì cực nhiều. Đây, Honda CR-V, động cơ 1.5 turbo, 188 mã lực. Đi thì 7 lít trên 100 km đường kết hợp. 9 lít đi trong phố. Trong phố thì cứ cho khoảng 10 lít đi, xe nào chả vậy. Vào trong nội thất xem như nào. Ở đây, ghế thì hơi khác một tí nhá. Ở trong phiên bản CR-V E nội thất sẽ là nội thất màu kem. Rồi bản này thì chúng ta cũng trang bị nội thất màu kem nhé, màu be kem này. Ghế thì vẫn có ghế chỉnh điện. Đây em để lịch xuống full dưới cùng luôn này. Vô lăng bọc da. Đấy, chúng ta vẫn có từ trái đi.
hệ thống Honda Sensing này, lệch làn này, cân bằng điện tử này. Đấy. Chỗ này chúng ta có nút chờ luôn. Dễ làm nhất và thường làm nhất là chúng ta lắp thêm cả biến áp xuất lốp theo xe ở đây nhé. Vô lăng thì không khác nhiều ở trên phiên bản G hay L, chúng ta chỉ thiếu đi một tính năng duy nhất là hệ thống camera phụ ở bên hệ thống camera phụ trên này thôi, giống như trên Honda Accord. Duy nhất ở trong nội thất thì chúng ta có cái màn hình. Nó màn hình nhìn qua thì tưởng là màn hình CD đúng không ạ? Tuy nhiên màn hình này chúng ta có cam lùi nhé, kết hợp hẳn cam lùi trên này rồi. Các bác thông cảm giúp em, ở trong showroom thì em cũng không nổ máy được. Đó. Xe thì bản thấp vẫn trang bị đèn nổ thông minh, đấy, phanh tay điện tử, hộp số tự động vô cấp. Đấy, cổng sạc chúng ta có USB 10V này, có một cổng đường âm thanh này. Đấy. Để đồ giá nắp trong này thì cũng có cổng sạc luôn nhé, 12V này. Trong này tì tay lên xuống được. Đó. Về cơ bản thì em cũng chả chê gì con CRV này cả, nhưng mà mức giá này thì thật sự là khuyến mại thì quá là ok rồi. Đấy, xe thì bản này thì trang bị chống chói thì bình thường, nhưng vẫn còn Honda Sensing, quá an toàn đúng không ạ? Đi cao tốc thì cứ bật nhạc lên nghe thôi, tay chân thì quá thoải mái. Rồi, có một điểm đặc biệt của các dòng Honda, mặc dù giá hơi cao nhưng em vẫn phải công nhận là đây, xe đây, như em này, cao 1m8 này, cao to 1m8. Ghế hàng trên đã kịch xuống ở vị trí cuối cùng. Ghế hàng thứ hai em cũng đã điều chỉnh gập xuống vị trí thoải mái nhất nhé. Nên giả dụ như mình đi 5 người ngồi thì gần như là cái vị trí đặt chân này chúng ta vẫn còn thừa đến đây cơ. Nó đầu gối không chạm, ngồi quá thoải mái luôn. Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Đèn đọc sắt. Trần nỉ màu màu này thì thật ra là đẹp hay xấu thì do từng mẫu mắt người, nhưng tuy nhiên thì màu này phải giữ vệ sinh rất là nhiều. Bảng cao chúng ta có màu đen luôn nhé. Hàng ghế thứ ba, hàng ghế thứ ba này chúng ta có hệ thống điều hòa trên đây, có khay để cốc. Đấy, ghế toàn bộ là ghế da mát luôn. Rồi, 888 triệu đồng tặng kèm 50 triệu phụ kiện. Để có cái giá bán chính xác nhất tại từng thời điểm mà quý khách hàng đang theo dõi thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Mùng qua like đang đi kèm trên màn hình. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.